Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Mọi người ơi, vậy là một cái mùa VVPAT mới lại được mở ra rồi mọi người. Và mùa VVPAT lần này á, đó chính là với chủ đề là mùa tuyết cống mọi người ơi. Hình như á, đó là sắp đến mùa đông rồi, cho nên á, là người ta đã mở ra một cái mùa VVPAT với lại kiểu là một cái màu sắc toàn là mùa đông ấy. Thì ở trong cái mùa VVPAT này ấy, nó chỉ có là quần áo thôi mọi người, chứ không giống như những cái mùa khác. Đó là như là đợt trước á, thì khi mà mình mua cái vé VIP á, thì mình sẽ được là cái giống như là cái nhún đê ong á mọi người, có nhớ không? Còn lần này á, thì mình mua á, thì mình chỉ được là cái bộ quần áo thôi mọi người, với lại là các cái đồ mà trang trí nhà ấy. Nhưng mà theo như bản thân mình thấy á, thì cái bộ mà chim cánh cụt này nó rất là dễ thương luôn mọi người, cho nên là mình quyết định mình sẽ mở luôn cái vé VIP Pass lần này để coi là cái bộ đồ chim cánh cụt nó sẽ dễ thương cỡ nào nha, và mình sẽ cho mọi người coi luôn. Mọi người hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết á, đó là mọi người thấy cái bộ chim cánh cụt lần này có dễ thương không nha. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ra là 129 yên để mình có thể mua được cái bộ chim cánh cụt này nha mọi người. Thì đây là toàn bộ các cái đồ vật đó để mình có thể lấy được này. Thì là nó sẽ có là một cái mũ, một cái bộ quần áo và một cái chân ấy. Nhưng mà mình thấy cái chân thì nó khá là giống với lại mấy cái đồ trước các mọi người, cho nên là mình cũng không cần thiết lắm nha. Bây giờ mình sẽ mở cái vé VIP này ra trước, sau đó là mình sẽ cho mọi người coi từng cái một nha. Đầu tiên đó, chúng mình có làm cái mũ chim cánh cụt này mọi người. Cái mũ này khá là dễ thương luôn, bởi vì là ở bên trong của cái nón nó có sẵn cái tóc á. Chứ mình thấy mấy cái nón mẹ của mấy cái bộ đồ kia mẹ nó không có tóc, nhìn cái đầu nó chập lóc á mọi người, thì nhìn rất là kỳ cục. Nhưng mà cái bộ chim cánh cụt này á, thì lại có tóc ở bên trong á, nên nhìn nó khá là dễ thương á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ mở hết mấy cái điểm vương miện ấy để mình có thể mở được cái VIPPass nha. Nhưng mà mình nghĩ tất cả các cái điểm vương miện này nó sẽ chưa có đủ để mở được bộ đồ đó mọi người, cho nên là mình sẽ phải tốn một ít kim cương ấy để mình mở ra ấy. Mình sẽ nhận hết nha. Đối với những cái bạn đó mà mua VIPPass mà không muốn mở kim cương để có thể lấy điểm vương miện ấy, thì mọi người có thể là chơi trò chơi nha mọi người. Và mình thấy cái trò mà được nhiều điểm vương miện nhất đó chính là cái trò zombie virus đó mọi người. Một ván mọi người chiến thắng mọi người sẽ được tận 6 cái vương miện lận. Mà nếu như mà chơi thiệt trò chơi á, thì cứ qua một vòng là mình chỉ có được có một cái điểm vương miện thôi. Cho nên đó là mình thấy nếu như mà đi săn điểm vương miện á, thì trò zombie virus là một cái trò mà cực kỳ là kiểu hữu ích cho mọi người luôn ấy. Bởi vì là một ván zombie virus thường nó chỉ diễn ra là khoảng là 1 phút thôi đúng không mọi người, mà mình lại được tận 6 điểm vương miện nữa, cho nên mình thấy nó khá là ok. Bây giờ thì mình đã sưu tầm hết cái điểm vương miện rồi, nhưng mà mình vẫn còn thiếu đấy mọi người. Thì mình sẽ bỏ ra 10 kim cương để mua thêm 50 điểm vương miện để mở luôn cái bộ đồ chim cánh cụt nha. Cái hộp thường này mình mở xem được cái gì nha. 11 tiền xe mọi người, với lại cái bồn tắm thú cưng. Thì cái tay mình á, mình không biết là do mình Sukana hay là do là ai cũng vậy, chứ mà mình mà mở mấy cái hộp thường với mấy cái hộp cao cấp á mọi người, toàn là ra mấy cái đồ xàm xí không à, giống như là nó ra mấy cái đồ quỷ bắp không á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái bộ đồ chim cánh cụt ra mà mặc cho mọi người coi nha. Mình thấy nó khá là dễ thương luôn ý. Mình có cái bộ đồ này nhìn nó u nu à mọi người, mập mập á. Mình sẽ lấy một cái đôi giày nha. Và mình đầu tiên mình sẽ đổi cái nhân vật nhỏ thử coi. Thời gian gần đây thì mình khá là thích để cái nhân vật của mình nó nhỏ mọi người, bởi vì nhìn nó cute ấy. Cái đôi giày ấy thì mình thấy có rất là nhiều đôi giày hợp với bộ đồ này luôn. Ví dụ như có đồ gà này, hay là cái đôi giày hình màu vàng vàng hình con gấu bông cũng hợp này mọi người. Cái chân vịt cũng hợp luôn này. Cái chân vịt này là ở trong cái hộp vịt mà đập bằng mầm non đó mọi người. Thì mình thấy nó khá là hợp với lại cái bộ đồ chim cánh cụt luôn. Với lại cả cái đôi giày gà nó cũng hợp này. Đây là dép con ong mọi người. Thì có rất là nhiều giày hợp với cái bộ đồ chim cánh cụt này, cho nên không nhất thiết là mình phải mở liền cái bộ đồ đôi giày của cái con chim cánh cụt đó mọi người. Mình sẽ mở từ từ nha, bởi vì bây giờ nếu mà xài kim cương để mở cái điểm vương miện nó rất là phí. Bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài trung tâm thương mại để cho mọi người coi là cái bộ đồ này nó dễ thương như thế nào nha mọi người. Và mình cũng sẽ thử chơi tiệc trò chơi luôn, để coi là ở trong tiệc trò chơi á, thì chú chim cánh cụt này nó sẽ cưng như thế nào luôn nha. Nãy giờ mình chạy vòng vòng ở quanh đây á mọi người, thì cũng có rất là nhiều bạn mua cái bộ đồ chim cánh cụt này rồi, bởi vì thực sự luôn đó là nhìn nó khá là dễ thương ấy. Nhưng mà đợt này á mọi người, mình cứ bị đẩy qua bên Đông Á hoài à, mình buồn ghê luôn á. Hôm trước mình có tâm sự với mọi người á, là không hiểu tại sao sau khi mà mình trở lại Nhật Bản đó mọi người, thì cứ mỗi buổi sáng khi mà mở mắt thức dậy á, là mình lại bị trả về cái server Đông Á, cho nên mình rất là buồn luôn. Mỗi ngày mình đều phải tốn vé máy bay để qua Việt Nam chơi mọi người á. Hồi trước mình nhớ vé máy bay của mình tận là 100 mấy chục cái vé máy bay á mọi người, mà từ cái lúc mà mình
mình qua Nhật tới bây giờ, vé máy bay của mình chỉ còn là mấy chục cái thôi. Cho nên là mình rất buồn, mình không biết là có phải do cái game nó lỗi hay không ấy. Nhưng mà thôi, bây giờ lỡ ở bên Nhật rồi thì mình sẽ chơi luôn cái tiệc trò chơi ở bên Đông Á cho mọi người coi nha. Mình cảm thấy đó là mấy bạn ở Việt Nam chơi tiệc trò chơi rất là giỏi luôn. Còn mấy cái bạn ở nước ngoài với lại mấy cái bạn ở Đông Á thì chơi tiệc trò chơi không có giỏi mấy bạn Việt Nam mọi người ơi. Cho nên là mình sẽ cố gắng là được hạng nhất tất cả các cái trò chơi ở trong cái tiệc trò chơi lần này luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ đến với trò bom nổ này mọi người. Cái trò này thì mình cứ không cần phải chạy đâu, mình cứ đứng mình chui chơi trong góc là được rồi. Tại vì nhiều khi mình chạy á thì mình dễ bị bắt hơn ý. Với lại mấy cái người mà lỡ biến thành bom á thì mọi người bình tĩnh ra, đừng có kiểu là khi mà mình biến thành bom mình hay bị rối ấy, mọi người, xong mình cứ chạy vòng vòng là cuối cùng mình lại bị chết mất tiêu. Nên là khi mà bị biến thành bom mọi người phải thật là bình tĩnh nha. Cái trò chơi này đúng là trò chơi bình tĩnh luôn đó mọi người. Mình cứ chui vô góc thôi. Và mấy bạn ấy thì cứ chết kìa mọi người. Mấy bạn chạy vòng vòng làm gì, vừa là kiểu tốn thời gian này, với lại là kiểu mỏi tay của mọi người nữa. Nên mọi người cứ đứng trong góc là được. Vậy là mình đã chiến thắng rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến với lại cái map tiếp theo nha. Chỉ có 12 bạn thành công ở cái map mà quả bom thôi mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ đến với lại đua xe tốc độ sa mạc. Thì cái trò này mình thấy nó cũng khá là kiểu dễ. Nếu như mọi người mà cứ chơi hoài là mọi người cũng quen cái tay à. Vậy là mình đã giành được hạng nhất rồi nè mọi người. Và ở trong cái vòng này thì chỉ có 7 người là chiến thắng thôi nha. Bây giờ mình sẽ chờ cho 7 bạn chiến thắng, rồi mình sẽ qua tới cái map tiếp theo nha mọi người. Và cái tiếp theo á, cái vòng 3 của mình đó chính là đua xe tốc độ vũ trụ mọi người ơi. Ngày trước khi mà mình mới chơi tiệc trò chơi thì mình rất là sợ cái đua xe tốc độ này kiểu vũ trụ này luôn. Bởi vì là mấy cái tấm mà cái tấm mà nó lấp lánh này mọi người, giống như là nó cứ làm cho cái mắt mình nó bị loạn ý. Nhưng mà sau khi chơi một hồi thì mình lại rất là thích cái map này luôn mọi người. Bởi vì á, nó không có khó nhiều. Mình thấy cái map mà khó hơn cả cái map vũ trụ này là cái map con rồng kìa mọi người ơi. Còn mình thấy cái map vũ trụ này thì nó cũng khá là ok, cho nên là mình sẽ cố gắng là đạt hạng nhất nha. Nhưng mà mình thấy ở Việt Nam á, mọi người chơi cái map nào cũng giỏi hết á. Cho nên á là khi mà ở Việt Nam mình chơi á là giống như là để mà đạt được mà hạng 1 tất cả các map thì nó rất là khó luôn. Nhưng mà khi mà mình qua Đông Á, mình chơi với mấy bạn ở bên Đông Á mọi người, thì mình cảm giác như là mấy bạn ấy không có giỏi bằng mấy bạn ở Việt Nam ý. Cho nên là mình rất là hay được hạng 1 luôn. Và là mình đã được hạng 1 rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đợi thêm hai bạn nữa về đích và mình sẽ đến với lại cái map thứ tư nha mọi người. Ở vòng tiếp theo thì mình sẽ chơi đó là trò vạn lý trường thành mọi người ơi. Thì không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng mà đối với mình thì mình chơi cái trò vạn lý trường thành là mình cũng chưa có giỏi. Bởi vì là lâu lâu khi mình đang chạy thì cái tay của mình cái lúc mà bấm vô cái con chuột để mà chạy mọi người, nó lại cứ bị dừng lại á. Mình không hiểu tại sao lại như vậy luôn. Cho nên nó là cái trò vạn lý trường thành này á là mình chơi chưa được giỏi lắm. Mình sẽ cố gắng luyện tập thiệt là nhiều để mình giỏi cái trò vạn lý trường thành á. Mọi người thấy mình nói đúng không? Khi mà mình vừa chạy gần đến đích thì mình lại kiểu bị dừng lại mọi người, cho nên là mình đã thua cái bạn ở bên cạnh mình rồi. Nhưng mà không sao mọi người ơi, cái vòng cuối cùng này mới là vòng quan trọng nè. Mình sẽ cố gắng là đạt được giải nhất nha mọi người. Thank you.
là cuối cùng mình đã đạt được hạng 1 của tiệc trò chơi này mọi người. Và video của mình tới đây cũng là kết thúc rồi. Mọi người thấy con chim cánh cụt ngày hôm nay có dễ thương không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Nếu bạn nào mà thích con chim cánh cụt cute hột me này thì hãy mua nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nè. Bye bye.